Chồng của cô dâu không đến cùng với cô sao? Anh ấy rất bận. Bác sĩ, có lẽ tôi không có chuyện gì lớn đúng không? Cô có thai rồi, nhưng mà sức khỏe cô rất yếu, cần phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ rất dễ sảy thai. Còn có 3 tháng đến đây, không được quan hệ vợ chồng. Chưa từng biết bùi đàn ông đúng không? Cái đời này của cô để phải dùng để chuộc tội cho cha của mình. Giờ đi chậm thôi, về anh nấu đồ ăn ngon cho em nha, để em bồi bổ. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không trai gì, nếu cậu mà thích, lần sau gọi cô ta tới là được rồi. Alo. Cô ở đâu chứ? Tôi ở bệnh viện. Dân Huyệt vừa mới tỉnh, tốt nhất là cô đừng giở trò gì. Tôi không có. Tôi mang thai rồi. Bảo bối, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Anh Lang Thần. Anh Lang Thần, nghe nói anh kết hôn rồi. Ừ. Chị dâu chị ấy xinh đẹp không? Đừng gọi cô ta là chị dâu, cô ta không xứng đâu. Anh Lang Thần, anh đừng như vậy. Cha của chị ấy, người nhà của chị ấy đã chết hết trong tai nạn năm đó rồi. Chị ấy cũng là người đáng thương. Đó là do cô ta đáng đời. Nếu không do người cha đáng chết của cô ta thì mặt em cũng sẽ không. Anh Lang Thần, anh vẫn là để ý. Anh không để ý. Đây, anh nói mẹ Lu nấu canh mà em thích cho em. Em thử xem mùi vị có ngon không. Anh Lang Thần, em muốn anh đút cho em. Chị hả? Đàn anh Lục. Từ khi nào lại xa lạ như vậy? Nếu không phải đồng nghiệp nói cho anh biết cô ở đây thì anh không biết cô đến đây đó. Xem anh nói kìa, em đến bệnh viện chỉ làm kiểm tra đơn giản thôi, cho nên mới không đến tìm anh. Hay là tới gian phòng của tôi ngồi xíu đi. Được. Cái gì? Cô mang thai rồi sao? Nhỏ tiếng thôi. Tạ Lăng Thần nói sao chứ? Anh ấy vẫn chưa biết. Vậy cô định làm sao đây? Em muốn sinh đứa bé này ra. Dù thế nào thì nó cũng là con của em. Kiểu Hân Diệt tỉnh rồi, nếu như Hạ Lăng Thần... Đàn anh Lục, chuyện mang thai em hy vọng anh giữ bí mật giúp em. Chị Hạ, cô chờ tôi một lát nha. Chị Hạ, đây là thuốc dưỡng thai. Anh để nó vào trong lọ thuốc vitamin thông thường. Đây là lượng thuốc của nửa tháng. Sau nửa tháng nữa, cô đến đây nha. Cho dù lúc nào, chỉ cần cô cần anh giúp, anh sẽ không đứng nhìn đâu. Vậy sao bác sĩ Lục? Làm sao vợ của mình đến bệnh viện lại không lo, ngược lại đi chăm sóc cho người phụ nữ khác? Người như vậy sao lại có mặt mũi đứng đây như không có chuyện gì chứ? Đàn anh Lục. Bác sĩ Lục, đây là chuyện của nhà chúng tôi, không đến lượt người ngoài như anh lo. Còn nữa, cảm ơn anh đã quan tâm đến vợ của tôi. Chị dâu, chị đừng trách anh Lang Thần. Hôm nay anh Lang Thần cố ý quản hợp hội đồng quản trị mới có thể đến bệnh viện đón tôi về nhà. Cuối cùng lại nhìn thấy chị cùng với người đàn ông đó nói cười cười, nên anh ấy mới tức giận. Kiều tiểu thư, tôi không có ý trách anh ấy. Cô mà cũng xứng gọi Kiều tiểu thư sao? Anh Lang Thần. Hơn việc em không cần nói giúp cô ta đâu. Loại thấp hèn chỉ cần nhìn thấy đàn ông là không đi nổi mà thôi. Mẹ Lu. Có. Chọn dẹp căn phòng thông thoáng nhất ở tầng 2 cho cháu đi. Được. Hân Duyệt muốn ở đó. Được rồi. Vừa rồi cô chơi rất vui phải không? Lang Thần, không có. Không phải như những gì anh nghĩ. Vậy thì sao chứ? Là như vậy hay là như vậy đây? Tạ Lang Thần. Giả giờ cái gì? Không phải cô thích như vậy sao? Anh đi đi. Thiếu gia. Đây là... Diệp tiểu thư đột nhiên nói muốn ăn canh cá. Dọn vào ở nhà lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi muốn ăn cái gì đó. Không phải cô ấy không thích ăn đồ dầu mỡ sao? Đúng vậy. Nhưng mà hôm nay, từ sau khi Diệp tiểu thư ở bệnh viện về, liền vô cùng yêu quý sức khỏe của mình. Là chuyện tốt, là chuyện tốt. Hôm qua cô ta đến bệnh viện làm gì? Hôm qua Diệp tiểu thư suýt chút nữa thì ngất. Là tôi chủ động bắt cô ấy đến bệnh viện khám. May mà chỉ là sức khỏe hơi yếu, không có vấn đề gì. Thiếu gia, mẹ Lưu tôi nhìn cậu trưởng thành, sẽ không hại cậu. Diệp tiểu thư là một cô gái tốt, cậu đừng hung dữ với người ta như thế. Chị Hạ, đây là thuốc dưỡng thai anh để nói vào trong lọ thuốc vitamin thông thường. Đây là lượng thuốc của nửa tháng. Sau nửa tháng nữa, cô lại tới bệnh viện tái khám nha.
Chỗ tôi có một lọ thuốc, cậu giúp tôi đổi thành thuốc độc mãn tính mà tập đoàn Kiều Thị chúng ta vừa mới nghiên cứu ra. Tôi muốn cả một lọ. Chị dâu, Kiều tiểu thư, có chuyện gì sao? Quên mất, anh Lang Thần nói chị không xứng làm chị dâu của tôi. Tôi chỉ có thể gọi chị à. Nếu không có chuyện gì thì tránh ra đi, tôi muốn đi ăn cơm. Chị à, sao chị có thể nói với tôi như thế? Tôi thật lòng đến nói xin lỗi với chị. Tôi biết đây là do lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi, anh Lang Thần cũng sẽ không trách chị. Nếu như chị thấy tôi chướng mắt, ngày mai tôi... Tối nay tôi sẽ chuyển đi. Không được đi. Diệp Chi Hạ, cô thật sự coi mình là nữ chủ nhân sao? Tôi nói cho cô biết, ở trong cái nhà này cô còn không bằng con chó nữa. Tạ Lang Thần, 3 năm rồi, nếu như có thể, tôi thật sự muốn chết cùng ba mẹ và em gái của mình trong lần tai nạn đó. Giờ Kiều tiểu thư của anh đã tỉnh rồi, hai người lại là trời sinh một đôi. Chúng ta ly hôn đi. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa, khiến hai người chướng mắt. Tạ Lang Thần, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi. Muốn đi theo cái tên họ Lục đó sao? Nói cho cô biết, đừng hòng. Tiếp theo, hạng mục khu phát triển mới. Kiều tiểu thư, mẹ Lưu có chuyện gì? Kiều tiểu thư, chị tiểu thư bị ngất rồi, còn chảy nhiều máu. Cầu xin cô cứu cô ấy. Từ từ thôi, không cần vội. Tiểu thư, nếu Trạ thiếu gia biết sẽ trách tội mất. Trên đường tắt xe mà thôi, sợ cái gì chứ? À đúng rồi, không phải bà nói thuốc đó có tác dụng rất chậm sao? Sao chị ta lại phản ứng mạnh như thế, còn chảy máu nhiều như vậy? Chuyện này tôi không rõ nữa. Không có vấn đề gì chứ? Tiểu thư yên tâm, thuốc chưa từng qua tay bất cứ ai. Có lẽ sức khỏe của Diệp tiểu thư vốn dĩ đã yếu, loại thuốc này đến bệnh viện rồi cũng không thể điều tra ra được đâu. Diệp Chi Hạ, chị lấy gì để so với tôi? Đàn anh Lục. Chi Hạ, cô tỉnh rồi. Hiện giờ cô có thấy chỗ nào không tốt không? Đứa bé, con của em thế nào rồi? Chi Hạ, làm sao rồi? Con của cô. Anh nói đi chứ. Con của cô không giữ được nữa. Chi Hạ. Người đâu? Sao vẫn còn chưa đến? Tiểu thư chờ một lát nha. Tạ thiếu gia đang trên đường đến đây rồi. Thiếu gia, cậu mau đến bệnh viện. Diệp tiểu thư chảy máu rất nhiều. Tiểu thư đến rồi. Tạ tổng, cô Kiều muốn nghỉ lâu. Chị Hạ, ăn chút hoa quả đi, mẹ Lưu mang đến đây. Tạ Lang Thần đâu? Ai mà biết anh ta đang ở trong lòng cô gái nào chứ. Anh ấy không đến. Anh ta không đến cũng tốt. Chị Hạ, vốn dĩ cô cũng muốn đi đúng không? Đi với anh đi, được không? Đúng là tình sâu ý đậm. Anh đến làm cái gì chứ? Bác sĩ Lục, xin anh hiểu rõ ràng, người đang nằm ở đây là vợ của tôi. Anh là một người dân, dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? Tạ Lang Thần, anh bớt lại giúp tôi đi. Anh tự mình xem lại chuyện của mình đi. Anh nhìn anh hại Chị Hạ thành ra như nào rồi. Sao anh còn có mặt mũi nói cô ấy là vợ của mình chứ? À đúng rồi, tôi còn chưa quan tâm tới đứa con quan đại chết của hai người đâu. Diệp Chi Hạ, cô giỏi thiệt đó nha. Tạ Lang Thần. Được rồi, tôi biết rồi. Tiểu thư, Tạ thiếu gia cậu ấy đến chỗ Diệp tiểu thư rồi. Sao lại vậy được? Tiểu thư cẩn thận nha. Hơn Duyệt, em làm gì vậy? Em có biết hậu quả của việc nhảy xuống không? Anh Lang Thần, mạng của em nên đền cho đứa bé trong bụng của chị Chi Hạ.
Cô nói cái gì? Đều tại tôi, đều tại tôi. Tôi đáng chết. Cô mau nói đi. Im miệng đi. Chị à, xin lỗi. Tôi không nên chất vấn chị vì sao lại ngoại tình cùng với bác sĩ Lục. Chỉ là tôi nghe nói chị mang thai con của bác sĩ Lục, quá mức giật mình. Nếu không phải tôi, chị cũng sẽ không tức giận. Đứa bé cũng sẽ không. Cô đang nói cái gì hả? Lẽ nào cô ấy nói cô không đủ rõ ràng sao? Tạ Lăng Thần, đó là con của chúng ta. Con của chúng ta. Chị à, nếu không phải chính miệng chị nói cho tôi, sao tôi biết được? Được rồi, đừng nói nữa. Diệp Chi Hạ, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Con của chúng ta, nếu là con của chúng ta, cô sẽ không nói với tôi sao? Nếu là con của chúng ta, cô sẽ bỏ trốn cùng với Lục Tư Minh sao? Nói bệnh viện đưa báo cáo kiểm tra ADN đến đây đi. Tỷ nhân đó thật sự mang thai con của anh Lăng Thần. Bắt buộc phải khiến cô ta biến mất thật nhanh. Tạ Lăng Thần, anh buông tôi ra. Tôi không. Anh uống say rồi. Ừ. Về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi gọi mẹ Lưu. Mẹ Lưu, mẹ. Tôi muốn tắm ở chỗ này. Cô cởi quần áo giúp tôi nha. Tạ Lăng Thần, anh đúng là đồ vô lại. Tôi đúng là đồ vô lại. Coi như tùy hứng một lần đi. Chi Hạ, cô đừng ở cạnh cái tên họ Lục đó. Cô là của tôi. Chị à, nếu tôi là chị thì tôi đã dọn khỏi nhà họ Tạ lâu rồi. Vậy sao? Vì một người đàn ông không yêu mình sao phải vậy chứ? Vậy cô nên đi hỏi Tạ Lăng Thần vì sao bỏ mặc một người phụ nữ mong muốn được gả, khi mình ở một bên không quan tâm, lại cứ phải giữ một người phụ nữ không nghe lời như tôi ở bên cạnh. Chị Kiều tiểu thư, tôi không có ý tranh giành đàn ông với cô. Bảo bối trong mắt của cô ở chỗ tôi, chẳng qua chị giống như một miếng kẹo cao su bị nhai lại, dính tay lại không dứt đi được. Tôi không cho phép chị nói anh Lăng Thần như thế. Ai cho cô lá gan đánh cô ấy chứ? Là cô ta đánh tôi trước. Tôi không có. Diệp Chi Hạ, nói dối cũng cần phải có trình độ. Hơn việc lương thiện như vậy, sao lại đánh cô được chứ? Lùi một vạn bước, cho dù cô ấy đánh cô, dựa vào chuyện cha cô sẽ đủ lái xe, cô cũng phải chịu đựng cho tôi. Tạ Lăng Thần, anh có thể thiên vị, anh có thể không nói đạo lý. Nếu anh đã có người mình muốn bảo vệ, vậy anh có thể buông tha cho tôi không? Như vậy với anh, với tôi không phải được tốt sao? Cô muốn đi tìm cái tên họ Lục đó như vậy sao? Anh Lăng Thần, anh đừng tức giận. Chị ấy vừa mới mất đi đứa con của bác sĩ Lục. Chị ấy đau lòng quá, nhất thời kích động cho nên mới. Cô im miệng. Tôi đã nói đó không phải là con của bác sĩ Lục. Diệp Chi Hạ, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Thật sự cho rằng tôi ngu sao? Tôi không biết tự mình điều tra sao? Cô lúc nào cũng nói đó là con của tôi. Tự cô xem đi, nói là con của ai chứ? Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Là do cô giở trò. Là do cô giở trò, không phải tôi. Đủ rồi, báo cáo là do tôi làm, không liên quan gì tới Hân gì cả. Cô đừng giả vờ nữa. Là do tôi nói Tiểu Lý đi lấy báo cáo, không qua tay người thứ hai. Cô còn gì muốn nói nữa chứ? Tạ Lăng Thần, chúng ta ly hôn. Được. Ông chủ, cho cháu bát mì thịt bò. Không ăn rau mùi, không ăn ớt. Được thôi. Cô gái, có phải trước đây cô thường tới ăn không? Ông chủ, không ngờ ông vẫn còn nhớ cháu. Nhiều năm không gặp đã trưởng thành rồi, nhưng khẩu vị thì không thay đổi chút nào cả. Người trước khi còn đi học thường đến đây ăn, sau này tốt nghiệp rồi thì không thường đến nữa. Tôi nhớ trước đây có một cậu nhóc thường xuyên đến đây cùng cô. Ông đang nói đến đàn anh Lục sao? Hình như là họ Lục. Khi đó ánh mắt cậu nhóc đó nhìn cô khiến cho vợ tôi rất là ngưỡng mộ. Không phải như mọi người thấy đâu, khi đó trong lòng cháu đã có người khác rồi. Vậy cô và người đó đã kết hôn rồi? Kết hôn thì tốt. Chờ lát nha, tôi nấu mì cho cô. Tạ tổng có vào trong không?
Không cần đâu, đến sân bay đi. Mẹ đi đường vất vả rồi. Phu nhân cuối cùng cũng về rồi, bà nghỉ ngơi một lát, sắp được ăn cơm rồi. Cảm ơn mẹ Lưu, không giới thiệu sao? Mẹ à, con là Hân Duyệt. Con lớn lên từ nhỏ cùng anh Lăng Thần, mẹ không nhớ con sao? Có phải là gì vết sẹo trên mặt con? Đừng, ai là mẹ cô? Vết sẹo có tí thế này mà cô cũng phải che. Tôi nhớ được cô. Cô không phải là cháu gái của con hồ ly tinh đó sao? Mẹ à. Được rồi, ân oán của đời trước, mẹ không muốn đẩy nó lên người các con. Điều mẹ tò mò là cô gái này. Cháu chào gì? Cháu là... Cô ấy là vợ con. Được đó, thằng nhóc thối này, kết hôn cũng không nói với mẹ một tiếng. Mẹ à, mọi chuyện tương đối phức tạp, có thời gian con sẽ nói rõ với mẹ nha. Mấy đứa đã xảy ra chuyện gì? Mẹ không quản được. Nếu như đã kết hôn rồi, con để cho người phụ nữ khác ở bên ngoài vào ở trong nhà, những bừa mẹ chồng. Chuyện này thật không ra gì. Mẹ thấy con bị người cha đó của con dạy hư rồi. Mẹ à, anh vào đây làm gì? Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô đâu. Vậy anh mau ra ngoài đi. Mẹ ở bên ngoài. Tạ Lăng Thần, khi nào thì chúng ta ly hôn? Cô vội vàng như vậy sao? Lẽ nào anh muốn nuốt lời? Nếu như tôi nói phải thì sao? Đừng giả vờ nữa. Nếu như Kiều Hân Duyệt đó của anh nhìn thấy anh cũng không nỡ bỏ tôi như thế này. Chờ thêm một chút, mẹ tôi không thích Hân Duyệt. Chờ mẹ tôi đi, chúng ta sẽ ly hôn. Khoảng thời gian này chúng ta ở cùng nhau. Dựa vào cái gì tôi phải phối hợp với anh? Cô có thể không phối hợp, nhưng mà bác sĩ Lục của cô có lẽ sẽ mất công việc mà mình đang có. Bị ổi. Trước khi chúng ta ly hôn, Tạ phu nhân, mong cô nhớ rõ thân phận của mình. Trang sức trong cửa hàng này khi mẹ còn trẻ rất là thích đó. Chúng ta đi xem. Dạ mẹ. Mẹ à, con muốn vào nhà vệ sinh một lát. Ừ. Trùng hợp quá. Trùng hợp thật. Hôm nay anh Lăng Thần dẫn tôi đi mua nhẫn, sợ tôi không thích nên cố ý dẫn tôi đến đây chọn. Chị nói nhẫn mà anh Lăng Thần tặng, sao tôi có thể không thích được? Chị nói có đúng không? Nếu cô không còn chuyện gì khác nữa thì tôi qua đó trước. Mẹ đang đợi tôi ở bên đó. Để chị khó chịu rồi. Ồ, suýt nữa thì quên mất, lúc hai người kết hôn đến nhẫn cũng không có. Diệp Chi Hạ, chị dùng cái gì đối với tôi? Chị đừng tưởng rằng chị suốt ngày gọi mẹ thì bà ấy là mẹ chị thật. Chị không xứng. Chị đừng tưởng rằng bà ấy thích chị thì có thể bảo vệ chị mãi. Chỉ cần trái tim anh Lăng Thần ở chỗ tôi, bà ấy có thể bảo vệ chị cả đời sao? Sao con lại đưa cô ta đến nơi này? Đây là nơi mà cô ta nên đến sao? Con không biết suy nghĩ gì cả. Mẹ à, nhìn xem, con thích cái này không? Mẹ, cái này quá quý trọng. Ngày thường con cũng không ra ngoài, không có cơ hội để trang sức đắt tiền như vậy. Không ra ngoài thì không cần sao? Thích thì mua. Lăng Thần kiếm nhiều tiền như thế không phải để cho con dâu nhà họ Tạ tiêu. Lẽ nào để cho loại phụ nữ không danh không phận, quan giả ở bên ngoài tiêu tiền giúp sao? Lăng Thần kiếm nhiều tiền như vậy không phải để cho con dâu nhà họ Tạ tiêu. Lẽ nào để cho loại phụ nữ không danh không phận, quan giả ở bên ngoài tiêu tiền giúp sao? Thật là đẹp. Lăng Thần có đẹp không? Mẹ à, đây là do Hân Duyệt chọn. Mẹ hỏi con có đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp còn không mau chóng trả tiền đi. Chào cô, xin hỏi trong cửa hàng còn chiếc nhẫn nào như vậy không? Anh Tạ, chiếc nhẫn này là bản giới hạn, chỉ có một chiếc. Tốt quá rồi, thế này mới xứng với Chi Hạ nhà chúng ta. Có lại cho cô Kiều đi. Không sao đâu anh. Anh Lăng Thần, nếu như chị mà thích, em nhường cho chị là được. Không đến lượt cô phải nhường. Có những thứ không phải của cô, dù cô tranh giành thế nào cũng không phải của cô. Lăng Thần, đưa mẹ về nhà. Lăng Thần, mẹ hỏi con, có phải con chưa từng mua quà cho Chi Hạ không? Mẹ thấy hộp trang sức của con bé không có gì cả. Rốt cuộc con làm chồng thế nào vậy hả? Không phải con không mua cho cô ấy, là do cô ấy không thích. Không phải mẹ nói con, nếu như hôm nay mẹ không ở đó, con thật sự định tặng cái nhẫn đó cho Kiều Hân Duyệt sao? Con có biết nhẫn đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa gì không? Mẹ à, sắp đến sinh nhật Hân Duyệt rồi, con hỏi cô ấy muốn quà gì, cô ấy nói muốn một chiếc nhẫn. Con gái mà, thích đẹp là bình thường thôi. Con nghĩ cô ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu. Con là con sâu trong bụng cô ta à? Sao con biết cô ta không nghĩ nhiều? Mẹ à, mẹ đừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt phiến dị như vậy chứ. Hân Duyệt không giống với dì nhỏ của mình, cô ấy rất đơn thuần. Ngược lại là mẹ, đừng để bị người phụ nữ tâm cơ nào đó lừa đó nha.
Thích không? Thích chứ. Xem ra cô rất vui vẻ đó chứ. Anh có ý gì? Tôi có ý gì sao? Chia rẽ ngay trước mặt mẹ tôi, cô vui rồi nhỉ? Tôi có ý gì sao? Chia rẽ ngay trước mặt mẹ tôi, cô vui rồi nhỉ? Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi nói cho cô biết nha, tốt nhất là cô đừng giở trò trước mặt tôi. Tạ Lang Thần, người muốn ly hôn với anh là tôi, người đề nghị ly hôn cũng là tôi. Là anh giữ tôi lại, muốn tôi diễn kịch cùng với anh, và lại nói tôi muốn bày trò. Tôi chia rẽ quan hệ giữa mẹ anh và Hân Duyệt thì có lợi gì cho tôi chứ? Tôi mong cả nhà anh hòa hòa hợp hợp với nhau, để tôi có thể sớm ngày rời khỏi nhà giam này. Vào đi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi vừa mới nấu canh xong, tranh thủ ăn lúc còn nóng. Nó rất tốt cho sức khỏe. Cảm ơn mẹ Lưu. Đây là do phu nhân cố ý dặn dò. Phu nhân nói thiếu gia và thiếu phu nhân cần phải bồi bổ sức khỏe, vậy có thể để phu nhân sớm ngày có cháu bé. Phu nhân nói thiếu gia và thiếu phu nhân cần phải bồi bổ sức khỏe, vậy có thể để phu nhân sớm ngày có cháu bé. Mẹ Lưu, đang nói cái gì vậy? Được rồi, được rồi, tôi đã truyền đạt xong lời của phu nhân rồi, không làm phiền đến hai người nữa. Tạ Lang Thần, tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục lừa dối mẹ anh thế này nữa. Làm sao? Chiếc nhẫn vài triệu không mua chuộc được cô, một bát canh liền thu phục được cô rồi. Anh biết đó, mẹ tôi chỉ yêu em gái tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng được cảm nhận tình mẹ mà người ta hay nói là gì. Nhưng không biết sai sót thế nào lại cảm nhận được điều này từ mẹ anh. Sao mặt cô lại đỏ lên chứ? Làm sao vậy? Tôi không biết, tôi chóng mặt quá. Tạ Lang Thần, tôi đây rồi. Tôi rất muốn sống với anh, sống với anh qua ngày thật tốt. Cô tỉnh táo một chút nha. Tôi rất tỉnh táo. Đàn anh Lục. Gọi tôi là gì? Đàn anh Lục và tôi không giống như những gì anh nghĩ. Chúng tôi không có gì cả. Tôi không biết vì sao kết quả kiểm tra ADN lại ra như vậy. Còn không phải của anh ấy. Thật sự không phải của anh ấy. Vậy cô nhìn cho rõ tôi là ai? Anh là Tạ Lang Thần của tôi. Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi. Có gì mà phải xấu hổ chứ? Cũng không biết tối hôm qua là ai. Đừng nói nữa. Chào mẹ. Chi Hạ, tối qua ngủ ngon không? Ngày thường con là người dậy sớm nhất nhà, hôm nay lại là người muộn nhất. Có phải là tối qua mệt lắm không? Mẹ bảo mẹ Lưu làm cho con chút đồ ăn ngon. Không có. Mẹ, Lang Thần, lần sau vừa vừa thôi, nghe thấy chưa? Mẹ, không phải mẹ dội bế cháu sao? Tiêu Mặc, chuyện đó anh cân nhắc đến đâu rồi? Kiều đại tiểu thư, có chuyện gì? Đừng giả vờ nữa, chỉ cần anh để người của anh diễn cùng với tôi một vở kịch, sau khi thành công, tiền thuộc về anh, tôi không lấy một xu. Nhưng mà Tạ Lang Thần không phải là người sẽ chịu thiệt. Xong việc, kịch bản xong rồi, anh ta truy cứu đến cùng, thì có lẽ tôi sẽ mất mạng đó. Chuyện làm ăn như vậy không dễ làm đâu. Tôi là con gái nhà họ Kiều. Anh yên tâm, Tạ Lang Thần sẽ không điều tra ra anh đâu. Vậy tiền? Tôi trả cho anh tầm 2 triệu. 5 triệu? Được, 5 triệu. Kiều đại thiếu thư, hợp tác vui vẻ. Mời vào. Bác sĩ Lục. Không, Kiều thiếu gia. Chào anh. Cậu là ai chứ? Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Tôi đến đây nói cho anh biết, tôi biết rất nhiều bí mật. Cậu muốn làm cái gì? Tôi muốn báo cho anh một thông tin. Thông tin? Anh biết Diệp tiểu thư không? Diệp tiểu thư nào chứ? Diệp Chi Hạ, Diệp tiểu thư. Cậu muốn nói cái gì? Có người nhờ tôi làm một chuyện. Chỉ là chuyện này sẽ làm tổn thương đến Diệp tiểu thư. Nhưng vì sao tôi phải tin tưởng cậu chứ? Họ Tiêu tôi là người làm ăn. Ở chỗ của tôi chỉ có lợi ích, không có lập trường. Vậy nếu như tin tức mà cậu nói cho tôi là giả thì sao? Hoặc là cậu không hề biết tin tức này? Quả thật là có khả năng này. Vậy phải xem anh có đồng ý mạo hiểm hay không. Cậu muốn bao nhiêu tiền? 2 triệu, kết với bạn bè. Sau này nếu anh về nhà họ Kiều, tôi sẽ không quay về đó. Giờ tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Nói tôi biết cậu định làm gì chi hả? Chuyện này sao? Không vội. Đến lúc đó
tôi sẽ thông báo cho anh. À đúng rồi, họ tiêu tôi làm việc đều dựa vào thành ý. Bạn báo cáo kết quả ADN đó, ngoài cậu ra có qua tay người khác không? Không có, tả tổng. Ngày đó sau khi đặt báo cáo lên bàn của tôi, có nhìn thấy ai đến gian phòng của tôi không? Ngày đó anh đang họp, sau khi tôi đưa báo cáo đến thì liền đi tìm anh. Không rõ sau đó có ai vào phòng hay không. Được, tôi biết rồi. Cậu nói bệnh viện làm lại một bản báo cáo khác đi. Không, cậu tự mình đi lấy. Trước khi nhìn thấy tôi, không được giao nó cho bất cứ ai. Vâng. Chị à, chị ơi, Kiều tiểu thư, có chuyện gì? Chúng ta nói chuyện đi. Giữa chúng ta thì có gì để nói? Tôi biết trước đây là do tôi không đúng, tôi xin lỗi chị. Tôi đã chuẩn bị chuyển đi rồi, cho nên tôi biết chị không muốn tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi có một chuyện liên quan tới bác sĩ Lục, muốn nói cho chị biết. Cô lại muốn giở trò gì đây? Ra ngoài đi dạo. Thật ra tôi còn một người anh trai. Kiều tiểu thư, tôi không có hứng thú với chuyện nhà của cô. Nếu như tôi nói người anh này của tôi là bác sĩ Lục thì sao? Kiều tiểu thư, cô gọi tôi ra đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi sao? Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, sao có thể? Chuyện này vốn dĩ tôi không muốn nói cho bất cứ ai. Nếu như người khác biết chuyện này thì tôi và mẹ tôi sẽ vĩnh viễn biến thành người thứ ba. Và con riêng giống như dì nhỏ tôi vậy, có tiền thì thế nào chứ? Còn không phải bị người khác mắng sau lưng sao? Vậy giờ cô vì sao lại nói chuyện này cho tôi biết? Vì chị sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Diệp tiểu thư, chào cô. Anh là ai? Tôi là người bắt cóc cô, cũng là người cứu cô. Anh nói lời này là có ý gì? Diệp tiểu thư, chờ một lát nữa, kịch hay sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Anh đang nói gì với cô ta vậy? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tôi phải nói lời tạm biệt với người ta chứ. Anh thích loại này. Sau khi thành công, anh muốn chơi thế nào cũng được. Được, vậy thì tôi xin nhận. Sao cô lại có thể khẳng định Tạ Lăng Thần sẽ chọn cô mà không phải là cô ta? Đương nhiên, trong mắt anh Lăng Thần, cô ta là cái thá gì chứ. Vậy thì tôi phải rửa mắt mong chờ. Sắp đến giờ rồi, Kiều đại tiểu thư, đắc tội rồi. Kỳ này chúng ta đều làm rất tốt, đặc biệt là vì mặt y dược. Không xong rồi Tạ tổng, cô Kiều và cô dì bị bắt cóc rồi. Cái gì? Đi. Cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đã làm theo những gì cậu nói, đặt 10 triệu ở nơi mà cậu muốn. Một mình tôi đến đây. Hai người họ đâu rồi? Đừng vội vàng, chẳng qua. Chẳng qua cái gì chứ? Anh chỉ được cứu một người thôi. Mày gan lắm. Mày có biết tao là ai không? Tạ thiếu gia, trong nhà kho có một quả bom. Anh chỉ có thể cứu được một người. Anh chọn người nào thì mang người đó đi. Nếu như anh muốn cứu cả hai người, vậy thì tôi sẽ cho bom nổ tung nơi này, khiến cho cả ba người đều không đi được nữa. Nếu như tôi cứu một người, vậy người còn lại sẽ ra sao chứ? Sau khi anh và cô gái mà anh chọn rời khỏi nơi này rồi, đương nhiên là tôi sẽ cho nổ. Người không được chọn sẽ phải chết. Cậu chỉ muốn tiền, tôi có rất nhiều. Cậu muốn bao nhiêu chứ? Cứ việc nói ra đi. Tạ thiếu gia, tôi rất mong chờ sự lựa chọn của anh. Thời gian không còn nhiều nữa, mau chóng vào trong đi. Hân Duyệt, Hân Duyệt. Anh Lang Thần, em biết ngay là anh nhất định sẽ cứu em. Hân Duyệt đừng khóc nha, anh đến cứu em rồi. Nếu như anh cứu hai người, vậy tôi sẽ cho bom nổ tung nơi đó. Cô có còn lời gì muốn nói không? Trước khi anh đến đây, người đàn ông đó đã nói với chúng tôi anh chỉ có thể cứu một người, đúng không? Đúng. Vậy tôi còn có gì cần nói sao? Anh Lang Thần, chờ tôi quay lại nha. Chi hả?
Chị hả? Đàn anh Lục, sao lại đến đây? Anh mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Anh đến để cứu cô. Đừng cởi, nơi này có bom, anh sẽ chết ở đây đó. Cô đang lo cho anh sao? Đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng nói những lời này? Tin tưởng anh nha, anh cứu cô. Rõ ràng em biết Tạ Lăng Thần sẽ không chọn em, nhưng mà trái tim em vẫn rất đau. Chị Hạ, điều đã qua rồi, đi với anh được không? Diệp Chị Hạ. Anh Lăng Thần, rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì? Anh đang nói em và Diệp Chị Hạ sao bị bắt cóc vậy? Hôm nay em hẹn chị ra ngoài uống cà phê. Đi đến nửa đường, chị nói muốn xuống xe mua đồ. Kết quả đi rất lâu mà không thấy gì. Em sợ có chuyện, liền đi tìm xem. Sau đó em bị người bịt mặt. Hân Duyệt, anh rất tin tưởng em, đừng để anh thất vọng nha. Nếu như anh không tin tưởng em thì hôm nay ở nhà kho vì sao anh lại không cứu chị ấy? Nếu em biết mọi chuyện sẽ thế này, thà rằng em chết ở đó cho rồi, tốt hơn là để cho anh nghi ngờ em như vậy. Không phải, anh cũng không muốn, nhưng mà những người đó không thể điều tra được, giống như biến mất khỏi thế gian vậy. Có thể làm được như vậy, ngoài nhà họ Tạ gia thì chỉ còn nhà họ Kiều. Anh Lăng Thần, thật ra có chuyện này em vẫn luôn giấu anh. Có chuyện gì? Anh có nhớ bác sĩ Lục có quan hệ rất tốt với chị hay không? Lục Tư Minh, anh ấy là anh trai em, là người thừa kế duy nhất của Kiều thị. Tạ tổng, đây là báo cáo kiểm tra mà anh muốn. Đi điều tra đi, tôi muốn biết tên Lục Tiêu Minh đó. Dân, còn nữa, điều tra hành tung của anh ta ngày hôm nay. Dân, Tạ Lăng Thần nhất định sẽ điều tra Lục Tiêu Minh. Cậu đi can thiệp một chút, đừng để lộ hành tung của anh ta. Thiện nhân Diệp Chi Hạ này nhất định đã bị anh trai tốt của tôi đưa đi rồi, không thể để cho Tạ Lăng Thần tìm được họ. Kiều đại tiểu thư, anh còn dám đến? Cô là kim chủ lớn nhất của tôi, tôi đến thăm cô không phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi hỏi anh, Diệp Chi Hạ đâu? Chuyện tôi kêu anh làm, vì sao anh không làm? Tôi đã làm theo sự dặn dò của cô rồi, chẳng qua là kết quả cuối cùng có hơi sai khác. Có người đến cướp người, vốn dĩ tôi tính giết chết, nhưng thấy người đó là anh của cô nên tôi không dám ra tay. Anh coi tôi là đồ ngốc sao? Sao Lục Tư Minh lại có được thông tin, còn cướp người? Đúng là buồn cười. Anh ta là anh trai tôi không sai, nhưng anh ta không hề được nhận về nhà. Anh ta lấy đâu ra người mà đi cướp người? Kiều đại tiểu thư, thứ cho tôi nhắc nhở cô một câu, kết quả là như thế nào quan trọng sao? Anh có ý gì? Nè cô Kiều, thứ cho tôi nhắc nhở cô một câu, kết quả là như thế nào quan trọng sao? Anh có ý gì? Cho dù ra sao, cô tìm tôi diễn vở kịch này, tôi đã diễn với cô rồi. Nếu như Tạ Lăng Thần điều tra đến tôi, người đầu tiên tôi khai ra sẽ là cô. Cho nên cô Kiều à, người xấu như tôi nè, cô phải bảo vệ cho tôi. Chờ tôi quay lại nha. Điều đã qua rồi, đi với anh nha, được không? Đàn anh Lục. Chị Hạ, tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Đây là nhà anh, trước đây mời em tới, nhưng lúc nào em cũng từ chối cả. Lần này em không từ chối được nữa rồi. Em ngồi đi trước nha, anh đi rót nước cho em. Đàn anh Lục, hôm qua sao anh lại có mặt ở đó? Đúng lúc anh đi qua đó. Nhưng hôm qua người đàn ông cầm đầu đó có nói với em một câu. Cậu ta nói cái gì chứ? Anh ta nói Anh ta nói Diệp tiểu thư, chờ một lát nữa, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chị Hạ, em cảm thấy cậu ta nói vậy là có ý gì chứ? Em không biết, nhưng em cảm thấy tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt sẵn. Lời của người đàn ông đó, lời của Hân Duyệt, còn có sự xuất hiện của anh. Đàn anh Lục, anh thật sự không biết chuyện gì hết sao? Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là một bác sĩ nhỏ, có thể biết được cái gì chứ? Anh là anh trai của Kiều Hân Duyệt. Sao em biết chuyện này vậy? Kiều Hân Duyệt hẹn em ra ngoài, nói có chuyện liên quan đến anh muốn nói cho em. Chính là chuyện này. Đúng vậy,
Nhưng anh không muốn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng dùng thân phận này để sống. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Chị Hạ, anh không giống với họ. Anh không có những bối cảnh đó, cũng không có nhiều chuyện phức tạp đến vậy. Anh sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không? Đàn anh Lục, nói thật lòng, giờ trong lòng em rất loạn. Anh biết, anh cho em thời gian. Anh chỉ hy vọng em có thể quên được tên kia, mà cho anh một cơ hội. Khi anh ấy đưa Kiều Hân Duyệt đi, em đã không còn bất cứ hy vọng gì với anh ấy nữa rồi. Em chỉ là quá mệt, em không có sức đi yêu thêm một ai khác nữa. Viện trưởng, ông tìm tôi. Tiểu Lục ngồi đi. Tiểu Lục, cậu đến bệnh viện cũng được 6 năm rồi ha? 6 năm rưỡi. Thực ra tôi rất cảm ơn cậu. Bao nhiêu năm nay cậu đã cùng vượt qua rất nhiều khó khăn với bệnh viện. Khi bệnh viện khó khăn nhất, cậu cũng không rời khỏi đây. Ông là một bác sĩ tốt, đi theo ông làm việc, tôi thấy xứng đáng với nghề bác sĩ. Tiểu Lục, tôi không phải là một viện trưởng tốt. Ý ông là gì chứ? Ngày mai cậu không cần đến nữa. Không phải, vì sao chứ? Hôm nay tạ tổng của Tạ Thị đã đến đây. Cậu ấy nói nếu cậu không đi thì bệnh viện này không cần mở cửa nữa. Cậu cũng biết tôi không đắc tội với tập đoàn Tạ Thị được. Sao hôm nay lại về sớm vậy? Vì nhà ở cùng với em. Xem anh nói kìa, từ khi nào mà bác sĩ Lục lại nỡ bỏ rơi bệnh nhân? Chị Hạ, anh muốn về nhà họ Kiều. Chị Hạ, anh muốn về nhà họ Kiều. Không phải anh nói anh không sống bằng thân phận này sao? Anh không muốn thật, nhưng không còn cách nào nữa. Anh cũng muốn bình yên sống qua ngày, nhưng Tạ Lăng Thần không để yên. Chỉ dựa vào thân phận là một bác sĩ, cho dù anh cố gắng 10 đời cũng không động nổi đầu ngón tay anh ta. Đàn anh Lục, anh bình tĩnh lại đi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có phải Tạ Lăng Thần lại gây phiền phức cho anh không? Anh rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Anh là một người đàn ông, anh không muốn bị anh ta chèn ép như vậy. Em không hiểu đâu. Chỉ cần anh không về nhà họ Kiều thì anh không có cách nào đối đầu với anh ta. Vì sao lại phải đối với anh ấy? Vì sao chứ? Trước đây anh không giống như vậy. Đúng, trước đây anh không như vậy. Nếu như anh về nhà họ Kiều từ sớm, sớm nhận lại người cha đó, thì năm đó Tạ Lăng Thần cưỡng chế đưa em đi, anh đã có thể ngăn cản rồi. Không phải như vậy đâu. Chị Hạ, có lẽ em không hiểu. Xin em hãy cho anh thêm 2 tháng. Anh nhất định sẽ xử lý hết những chuyện đau đầu giật giảnh này. Đàn anh, đàn anh. Lâu rồi không gặp nha, Kiều Tư Minh. Lâu rồi không gặp nha, Kiều Tư Minh. Anh đừng có mà đắc ý quá nha. Lúc này khi này tôi không dám đắc ý. Nếu anh đã tìm thấy chỗ này rồi, tôi cũng nói rõ cho anh nghe. Chi Hạ cam tâm tình nguyện đi theo tôi. Cô ấy sẽ không quay về với anh đâu. Con trai duy nhất của dược phẩm Kiều Thị cướp vợ người khác. Thế nào? Tôi đến đưa vợ tôi về nhà, còn cần có sự đồng ý của anh sao? Tôi đã không còn là bác sĩ nữa, chỉ cần một câu nói của anh là mất việc nữa. Tạ Lăng Thần, tôi cảm ơn anh. Nếu không phải vì anh, tôi cũng không biết được tiền và quyền lực lại là thứ quan trọng như vậy. Đừng khách sáo như vậy. Nhưng mà tôi khuyên anh một câu, Kiều Thị bao nhiêu năm nay có thể phát triển như vậy đều là do sự đồng ý của tôi. Nhìn thì ngang bằng với nhau, thật ra anh không cần quá huynh quang. Chúng ta cùng chờ xem kết quả thế nào. Được thôi, nhưng mà trước khi có kết quả, đồ của tôi muốn mang về. Anh có thể tôn trọng cô ấy một chút không? Cô ấy là người, không phải đồ vật đâu. Cô dám mời tôi lên nhà ngồi một lát không? Để cô ấy tự mình chọn. Nếu như cô ấy nói không về cùng tôi sẽ không dây dưa nữa. Sao lại là anh? Đàn anh Lục đâu? Anh đây, thế nào? Không chào đón tôi như vậy sao? Tôi sẽ không quay về với anh. Tôi cũng không muốn diễn kịch cùng với anh tiếp nữa. Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Vừa rồi anh đã nói gì? Tạ thiếu gia, anh phải thất vọng rồi. Đừng chọi chứ. Cô muốn ở cùng anh ta như vậy? Đúng. Vậy thì thế nào? Lẽ nào chỉ cho phép anh và Kiều Hân Duyệt anh em? Bác sĩ Lục, nhìn xem, cô ấy ghen rồi. Tạ Lăng Thần, có thôi đi không? Anh buông tha cho tôi. Được thôi, nhưng mà con người tôi tương đối nhỏ nhen, không chịu được vợ của mình xong túc xong phi cùng người khác. Cô và bác sĩ Lục, tôi chỉ tha cho một người. Câu này của anh là có ý gì? Cô còn chưa biết, tôi đã chào hỏi với bệnh viện. Lục Tư Minh mất việc rồi. Thảo nào anh lại muốn quay về Kiều Thị? Lẽ nào cô tưởng rằng anh ta vì Kiều Thị là có thể thắng được tôi sao? Diệp Chi Hạ, Tạ Thị và Kiều Thị, cô đoán ai sẽ thắng đây? Được, tôi về nhà với anh, buông tha anh ấy. Chi Hạ, Chi Hạ. Chi Hạ,
Hạ, con về rồi. Mẹ. Mẹ à, không còn sớm nữa. Cô ấy nên nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì thì ngày mai lại nói nha. Mấy ngày nay cô chơi rất vui đúng không? Nhờ phúc của anh, suýt chút nữa tôi đã chết ở nhà kho, thoát khỏi cõi chết. Đương nhiên là vui. Đừng giả vờ với tôi. Chuyện bắt cóc là do hắn ta thiết kế. Hắn ta lại nỡ làm cô bị thương. Từ đầu tới cuối người bị tổn thương chỉ có Hân Duyệt. Cho dù là do anh ấy làm thì anh và Kiều Hân Duyệt cũng không phủi sạch được. Vậy sao? Tạ Lăng Thần. Tạ Lăng Thần. Ngày đó sau khi tôi quay về tìm cô, tôi cũng không biết vì sao. Khi đó tôi thật sự muốn cứu cô. Tôi rất hy vọng cô nói ra. Tôi nói thế nào? Tự rước lấy nhục sao? Chỉ cần cô mở lời, tôi nhất định sẽ giúp cô. Thật là đáng cười. Tạ Lăng Thần, tôi không nói nên anh sẽ không cứu tôi. Khi còn nhỏ hơn Duyệt từng cứu tôi, tôi không mặc kệ cô ấy được. Nếu như tôi mở lời thì cô ta liền chưa từng cứu mạng anh sao? Ngày đó sau khi tôi đưa Hân Duyệt về rồi quay lại tìm cô, tôi liền nghĩ phần ân nghĩa của Hân Duyệt tôi đã trả xong. Cho dù là nhà kho bị nổ, tôi cũng nguyện ý chết cùng với cô. Tạ Lăng Thần, quá muộn rồi. Anh nợ Kiều Hân Duyệt thì phải trả. Tôi nợ đàn anh Lục, tôi cũng phải trả. Anh ta không đơn giản như những gì cô nghĩ đâu. Nhưng mà anh ấy sẽ không tổn thương tôi. Tạ Tổng. Tạ Tổng. Ừ, làm sao vậy? Công trình khu vui chơi tại khu phát triển đã được phê duyệt rồi. Được, cậu sắp xếp khởi công đi. Được, tôi sẽ đi ngay. Chờ đã, gần đây tình hình bên Kiều Thị ra sao rồi? Tạ Tổng yên tâm đi. Bên phía Kiều Thị tôi vẫn luôn theo dõi, nhưng gần đây chính họ không định tiếp tục hợp tác với Cố Thị nữa. Phong cách của Tiểu Tạ Tổng và Tạ Tổng rất khác nhau. Nội bộ công ty có một số nhân viên không phục Cố Thị. Như vậy đi, gần đây những công ty không chịu hợp tác với Kiều Thị dặn dò xuống dưới, chúng ta đều hợp tác hết với họ, giá cả gấp đôi so với giá ban đầu của họ. Tạ Tổng, những công ty nhỏ đó, chất lượng dược phẩm sản xuất ra của họ không bằng các đơn vị mà chúng ta đang hợp tác bây giờ, chứ đừng nói tới giá gấp đôi. Không sao cả, vẫn giữ nguyên hợp tác với các đơn vị cũ. Còn những thứ mới sau khi nhập về thì xử lý luôn là được rồi. Chút tổn thất này không sao cả. Tôi muốn để cho Kiều Tư Minh biết rốt cuộc ai mới là người quyết định. Tôi về sớm như vậy mà cô không tò mò sao? Tôi tò mò cái gì? Không liên quan gì đến tôi cả. Lát nữa tôi sẽ đi đón Hân Duyệt về. Ờ. Không vui sao? Tôi có gì mà không vui chứ. Chị Hạ, thực ra tôi chỉ luôn coi Hân Duyệt như em gái vậy. Có lẽ trước đây do lỗi của tôi khiến cho cô đau lòng, nhưng mà tôi chắc rằng sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Tạ Lăng Thần, nếu như anh hiểu được những điều này từ sớm thì chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường này. Từ sau lần bắt cóc đó, tôi mới phát hiện rằng tôi muốn giữ cô bên cạnh từ lâu đã không phải vì thứ gọi là chuộc lỗi nữa. Chị Hạ, cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Được. Hân Duyệt, anh và chị Hạ đến đón em đây. Cái đó bác sĩ nói có lẽ em còn phải ở lại viện thêm một thời gian. Đã lâu rồi anh không đến thăm em. Trước khi anh tới đã hỏi bác sĩ rồi. Họ nói em chỉ bị thương ngoài da thôi. Ở nhà nghỉ ngơi ha. Công việc của anh bận rộn, chị Hạ ở nhà có thể chăm sóc cho em. Anh Lăng Thần, có một số lời em muốn nói riêng với anh, có được không? Chị à, có được không? Tôi ra ngoài đợi anh. Hân Duyệt, trước đây... Anh Lăng Thần, anh có thể lấy em không? Anh... Cô chính là Diệp Chi Hạ phải không? Chú là... Tôi là cha của Hân Duyệt. Chào chú. Cô Diệp, cô có biết hay không, chuyện của con gái tôi và Tiểu Đại trước đây, hai đứa nó lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chuyện trước đây của hai người họ tôi cũng có nghe nói đến một chút, nhưng mà tôi không để ý đến quá khứ của Tạ Lăng Thần. Chuyện trước đây của họ tôi cũng có nghe nói đến một chút, nhưng mà tôi không để ý đến quá khứ của Tạ Lăng Thần. Cô Diệp, cô là người thông minh, nói chuyện với người thông minh thì tôi không cần quanh co lòng vòng nữa.
Chú nói đi. Tuy rằng tôi càng hy vọng tự mình có thể lấy một người vợ có thân phận và địa vị tương ứng với nó, nhưng là một người cha, nguyện vọng của các con tôi không muốn can thiệp vào quá nhiều. Chỉ cần cô rời khỏi cuộc hôn nhân này thì bốn người các cô sẽ tất cả cùng vui. Chú Kiều, là một người bạn của đàn anh Lục, tôi rất vui mừng khi anh ấy có một người cha suy nghĩ cho anh ấy nhiều như chú. Nhưng mà tôi không phải món đồ chơi để người ta chọn, tôi cũng có tình cảm của mình. Nếu như thật sự như những gì chú nói, Tạ Lan Thần và con gái chú ở bên nhau, tôi và con trai của chú ở bên nhau, hai cặp tình nhân không yêu nhau ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc đâu. Hạnh phúc vốn dĩ không phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu, càng huống hồ cô đã không còn cơ hội để lựa chọn nữa. Cô dì bà, cô sẽ hiểu thôi. Tiểu Tạ, chú Kiều, sao lại như vậy chứ? Lần trước khi Hân Duyệt tỉnh lại, tình hình quả thật không tốt lắm. Khoảng thời gian chào đón con bé về nhà, nó đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ lần này đã phải chịu kích thích. Anh Lang Thần, anh đừng rời xa em, được không? Được, anh đồng ý với em, không rời xa em nha, kết hôn với em. Vậy chị thì sao? Chị phải làm sao đây? Anh sẽ nói với cô ấy. Thiếu phu nhân, sao lại đột nhiên gọi cháu như thế? Hôm qua thiếu gia đã dặn từ nay không được gọi cô là Diệp tiểu thư nữa. Bà nói, tại sao con người lại dễ thay đổi như thế? Thiếu phu nhân, mẹ Lưu, cảm ơn bà đã chăm sóc cháu trong thời gian vừa qua. Nghe cô nói kìa, đây đều là chuyện mà một bà già như tôi nên làm. Tối qua Tạ Lan Thần có về không? Cả tối hôm qua thiếu gia không về. Đợi sau khi anh ấy về, bà nói với anh ấy đến phòng tìm cháu. Cháu có chuyện muốn nói với anh ấy. Mấy ngày nay thiếu gia vừa về là hỏi cô ở đâu. Có lẽ không cần tôi nói. Vậy sao? Về rồi sao? Ừ. Uống rượu à? Ừ. Cả đêm qua anh vẫn luôn ở bệnh viện cùng cô ta. Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Không có. Khi nào thì chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn? Ở với tôi thêm một tối đi. Sao hôm nay anh có thời gian đến đây? Hôm nay kết thúc họp sớm nên muốn tới thăm em. Không được ăn những thực phẩm chứa bột nở này. Bác sĩ nói 3 tháng đầu không được ăn, khó lắm mới chịu được qua 3 tháng. Vừa mới mua được một cái túi cho đỡ thèm. Sức khỏe của em không thể chịu được dày dò, em cần chú ý một chút nha. Bệnh nghề nghiệp trước đây của anh không thay đổi được sao? Em đó, em không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con trai của mình chứ. Anh lại biết là con trai rồi. Anh là bác sĩ mà. Được, bệnh nghề nghiệp không sửa được rồi. Đừng nói về em nữa. Gần đây công ty anh thế nào? Ừ, khi vừa mới nhận việc, những nhân viên cũ ở công ty khó tránh khỏi có chút không phục. Thời gian lâu rồi, cộng thêm vừa mới bàn được vài dự án lớn thì họ cũng không còn dị nghị gì nữa. À đúng rồi, lần khám thai sắp tới của em là khi nào? Anh đi cùng em, đúng lúc anh cũng muốn về thăm bệnh viện. Được. Gần đây kết quả của Kiều thị ra sao? Tiểu Kiều tổng làm gì rất tốt, không thể không nói là mầm non tốt. Tổng doanh thu mấy tháng gần đây tăng gấp đôi, cổ phiếu cũng luôn màu hồng. Vậy có nghĩa là Kiều Tư Minh đang làm việc rất tốt với Kiều thị. Dân, có kết quả rồi, tự nhiên sẽ có hy vọng. Viên quản lý ban đầu phản đối Tiểu Kiều tổng nhận việc, về cơ bản đã bị thuyết phục. Giờ lời nói của anh ấy thậm chí còn vượt qua Kiều tổng cho công ty. Nếu anh ta không có nguy cơ gì cho công ty, vậy thì có nguy cơ từ bên ngoài. Ý của anh là nghĩ cách khiến Kiều thị phá sản, càng nhanh càng tốt. Tả tổng, đó là Kiều thị, khiến Kiều thị phá sản thì công ty chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn. Đến lúc đó lại được lợi cho các ngươi ông, được không bằng mất. Tôi ngứa mắt cái dáng vẻ được thê đắc ý đó của anh ta. Bắt đầu từ giờ, trong thành phố này chỉ có Tạ thị, Tạ Lăng Thần tôi sẽ không nhường cho chúng một hào nào cả.
Dân tại tổng. Anh Lang Thần, anh uống rượu sao? Uống rượu với khách. Anh vào phòng nghỉ trước, em đi pha cho anh cốc nước mật ong giải rượu. Hân Duyệt, không sao cả. Đừng khách sáo. Đây, nước mật ong. Cảm ơn. Chúng ta đã là vợ chồng, không cần khách sáo như vậy. Tối nay em có thể ở lại đây không? Xin lỗi. Không sao. Do em thấy tối nay anh uống nhiều rượu như vậy, sợ tối nay anh không thoải mái trong người. Anh Lang Thần, Chi Hạ. Anh Lang Thần. Tỉnh rồi sao? Tối qua Hân Duyệt, chúng ta đã thống nhất em từng cứu anh, sau đó vì anh mà bị bắt cóc, cho nên anh đồng ý kết hôn với em. Anh chỉ coi em như em gái vậy, sao em phải làm như vậy chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Kết hôn chia phòng ngủ, trước mặt người ngoài chúng ta là vợ chồng, ở trong nhà chúng ta là anh em. Tối qua là do anh ôm em chặt không cho em đi, nên em mới... Ly nước đó bị cho thêm thuốc. Không phải em, không phải em. Tối qua sau khi anh về phòng, em đi pha nước mật ong cho anh, phát hiện mật ong trong nhà không còn, em liền bảo mẹ Lưu đi mua cây mới. Cốc nước đó là do mẹ Lưu pha xong rồi đưa cho em. Mẹ Lưu? Cốc nước đó là do mẹ Lưu pha xong rồi đưa cho em. Mẹ Lưu? Không thể nào. Anh Lang Thần, dù em hạ tiền hơn nữa, em cũng không dùng cách này để ép anh. Nếu như anh không tin em thì anh hãy đi hỏi mẹ Lưu. Thiếu gia, cậu tìm tôi có chuyện gì? Bà cho thuốc vào trong nước sao? Thiếu gia. Vì sao chứ? Phu nhân đau lòng cho cậu, liền đưa lọ thuốc đó cho tôi, kêu tôi tìm cơ hội giúp hai người một chút. Cháu đã phụ lòng Chi Hạ, cũng đã phụ chính tấm lòng của mình. Cháu không thể lại có lỗi với Hân Việt nữa. Mẹ Lưu, bà nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, thời gian chúng ta ở cùng nhau dài hơn bất cứ ai. Sau này những chuyện thế này bà đừng làm nữa. Cháu chỉ là anh trai của Hân Việt thôi. Chờ cô ấy khỏi bệnh, cô ấy sẽ phải lấy chồng. Kiều tổng, không ổn rồi. Làm sao vậy? Dược phẩm Lâm Bắc và Dược phẩm Trung Phát đều đột nhiên muốn dừng hợp tác với chúng ta. Sao có thể? Không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Đúng vậy, đã ký hợp đồng xong rồi, nhưng họ vẫn cố chấp muốn dừng hợp tác. Tiền vi phạm hợp đồng thì sao? Hai công ty nói đồng ý bồi thường theo hợp đồng. Không đúng, trong này khẳng định có vấn đề. Kiều tổng nói, Tạ tổng tập đoàn Tạ Thị nhờ người chuyển lời cho anh. Nói cái gì? Tạ tổng, nhanh nói. Tạ tổng nói, nếu như anh không muốn nhìn thấy Kiều Thị phá sản thì anh nên tránh xa cô Diệp ra. Tôi biết ngay mà. Thật là buồn cười, không giành được thì dùng âm mưu, vậy mà cũng là đàn ông hả? Cậu chạy đến đó một chuyến chuyển lời. Thứ nhất, tôi sẽ không rời xa Chi Hạ. Thứ hai, Kiều Thị sẽ không loại tiểu nhân như anh ta. Đánh sập. Thứ không biết tự lượng sức mình, chúng ta chờ mà xem. Kiều đại tiểu thư. Sao lại là anh? Nghe nói Kiều đại tiểu thư dùng một số tiền lớn tìm đàn ông. Tôi đây không phải vội vàng đến ứng tuyển sao? Tôi đây không phải sợ người khác không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Tiêu Mặc, ít làm trò ở đây đi. Chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài nửa chữ. Nếu không, ba tôi sẽ không để cho một người hủy hoại thanh danh của con gái mình sống trên đời này đâu. Tôi biết. Kiều tổng, sao ông lại tới? Ba nghe Tiểu Lưu nói gần đây cô làm việc đến tận nửa đêm nên đến thăm con.
Gần đây công ty có chút tình huống nhỏ, cần phải giải quyết. Không phải tình huống nhỏ đúng không? Ông đã biết rồi sao? Con trai à, chuyện ba muốn nói là con làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Kiều tổng, tôi không hiểu ông có ý gì. Trận chiến với con và Tạ Lân Thần, con nắm chắc mấy phần thắng đây? 5 phần. 5 phần. 1 phần là không đến 1 phần đi. Kiều tổng, điều ba muốn nói là không phải là con có thể thắng hay không, mà là con vì một người phụ nữ đánh một trận chiến chắc chắn sẽ thua. Càng huống hồ người phụ nữ này không biết con làm vậy vì mình. Con cảm thấy con làm như vậy là có ý nghĩa gì không? Ba, con hiểu rồi. Cuối cùng cũng chịu gọi ba rồi. Nhưng mà công ty, năm đó ba vì công ty, vì ý muốn cá nhân của mình, đánh mất con, đánh mất mẹ con. Giờ đến lúc phải trả lại rồi. Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện gọi em ra ngoài ăn cơm thế? Do gần đây lu bu quá, không có thời gian bên em, cho nên bồi thường cho em một bữa thịnh soạn. Được thôi, anh chê em nấu cơm không ngon đúng không? Sao lại như vậy được chứ? Không có. À đúng rồi, không phải anh nói gần đây công ty tiến triển rất thuận lợi sao? Sao đột nhiên lại bận rộn? Chị Hà, nếu như anh nói nếu như anh mất hết tất cả, không có Kiều thị, cũng không phải tiểu Kiều tổng, em có còn muốn cho anh một cơ hội không? Em đồng ý thử ở bên cạnh anh, chưa từng vì những thứ hư vô này. Ngược lại, thật ra em càng thích lúc anh làm bác sĩ hơn. Khi đó anh ánh mắt nhìn bệnh nhân thật là sáng. Nếu như không phải vì Tạ Lâm Thần. Đợi đã. Sao vậy? Vì sao anh lại đột nhiên hỏi em vấn đề này? Không có gì đâu, chỉ là công ty có chút tình huống nhỏ. Có phải vì Tạ Lâm Thần lại gây phiền phức cho anh không? Tạ Lan Thần, anh ra đây đi. Chúng ta nói chuyện. Được, đi đâu nói chuyện đây? Ngoài khu nhà có một sạp ăn đêm, nếu như anh không để ý. Tôi để ý. Vậy không mời tôi lên nhà ngồi sao? Sợ tôi ăn thịt cô sao? Anh đói bụng không? Nếu như là cơm do cô nấu, tôi không chỉ ăn một chén đâu. Vậy anh đi theo tôi lên nhà. Nhà phía đông tòa 7, đúng không? Làm sao anh biết? Ngày nào tôi cũng nhìn cô về nhà, chờ đến khi đèn sáng mới rời đi. Anh ăn chậm thôi, đừng để nghẹn. Không phải tìm tôi nói chuyện sao? Nói cái gì? Anh ăn chậm thôi, đừng để nghẹn. Không phải tìm tôi nói chuyện sao? Nói cái gì? Anh gần đây sống có tốt không? Vẫn tốt, giống như trước đây. Còn cô? Tôi cũng tốt lắm. Cảm giác được tự do lần nữa, thật sự rất tốt. Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này? Không phải. Công ty của đàn anh Lục. Tôi không biết đàn anh Lục nào cả. Anh biết người tôi nói là ai? Gọi đàn anh Lục quen rồi, nhất thời không thay đổi được. Diệp Chi Hạ, anh ta không còn là Lục Tư Minh trước đây nữa. Anh ta tìm cô cầu xin tôi sao? Không phải. Anh ấy không biết. Anh đừng nói cho anh ấy. Thật là biết suy nghĩ cho anh ta. Cảm ơn cơm của cô nha. Bye bye cô. Tạ Lan Thần, anh có thể tha cho anh ấy không? Anh ấy không làm gì sai. 4 giờ chiều ngày mai đến công ty tìm tôi. Tôi sẽ cân nhắc. Nè Triệu Lý, cậu nhìn xem tôi mặc bộ này thế nào đây. Tạ tổng, tôi không hiểu lắm về các kiểu quần áo, anh biết mà. Được, tôi hỏi cậu đúng là thừa mà. Nhưng mà tạ tổng, tôi nghĩ, tôi cảm thấy cho dù anh mặc cái gì cũng đều rất đẹp trai. Vậy sao? Đúng rồi tạ tổng, lát nữa 3 giờ có một cuộc họp liên quan đến đấu thầu, anh đừng quên. Để lùi đi. Hả? Chiều nay tôi có chuyện quan trọng cần làm. Tiểu Lý, mấy giờ rồi? Tạ tổng, không phải anh có đeo đồng hồ sao? Lan Thần, không phải đã nói cô đến một mình sao?
Mang theo người nhà làm gì chứ? Khi Di Hạ cần tôi, tôi sẽ có mặt. Không giống ai đó chỉ biết trách móc mà thôi. Được rồi, đàn anh, anh về trước đi. Em có chút chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Được, chờ sau khi em nói xong anh sẽ đến tìm em. Lang thần. Dừng, đi đi. Cút đi. Cút đi. Con nhìn xem, con thích cái này không? Mẹ, cái này quá quý trọng, thích thì mua. Có phải trước đây con chưa từng mua quà cho Chi Hạ? Mẹ nhìn thấy hộp trang sức của con bé trống rỗng không có gì. Con làm chồng kiểu gì vậy? Con có biết là nhẫn có ý nghĩa thế nào với một người phụ nữ hay không? Lăng thần, tối qua không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chiều hôm nay tôi đến đây. Nhà họ Kiều xong rồi. Nhưng mà tối hôm qua chúng ta... Tôi từng nói, hôm nay cô đến đây thì tôi suy nghĩ lại. Vậy anh có thể suy nghĩ thêm không? Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi. Nhà họ Kiều xong rồi. Cô nghe rõ chưa hả? Rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào thì anh mới tha cho anh ấy. Cô yêu anh ta như vậy sao? Được, quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi sẽ tha cho anh ta. Tạ Lang thần. Thế này thì anh đã vừa lòng chưa? Nhà họ Kiều xong rồi. Quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi tha cho anh ta. Tạ Lang thần, anh ác lắm. Lão Lục, anh là bác sĩ, sao anh lại không hiểu? Phụ nữ có thai cần phải được nghỉ ngơi chứ. Lão Trương, chuyện sinh thai đột ngột tôi cũng không ngờ đến. Đây mà là chuyện không ngờ đến sao? Trước đây vợ anh đến khám thai, tôi nói với cô ấy vị trí thai không ổn, nhất định phải chịu khó nghỉ ngơi. Kết quả thì sao? Khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Vậy đứa bé thế nào rồi? Đứa bé không có chuyện gì cả, nhưng mà sức khỏe của thai phụ không tốt lắm, có khả năng sẽ thai lớn, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn. Đứa bé này nếu như bỏ đi, có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe người mẹ không? Sao lại hỏi vậy? Với tình trạng sức khỏe hiện giờ cô ấy mà nói, nếu như muốn bỏ đứa bé này, sau này có thể vô sinh. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ cô ấy mà nói, nếu như muốn bỏ đứa bé này, sau này có thể vô sinh. Tỉnh rồi sao? Xin lỗi, lại làm phiền đến anh. Nếu như em còn ngại ngùng với anh sẽ tức giận đó nha. Bác sĩ có nói gì không? Không có, chỉ nói thể chất của em hơi kém, không có gì đáng ngại cả. Nhưng mà lần sau không như vậy nữa. Vậy đứa bé? Đứa bé rất khỏe mạnh. Bác sĩ không nói gì sao? Không có. Sao vẫn không yên tâm như vậy? Trước đây mỗi lần em đến khám thai, bác sĩ đó đều dọa em. Vậy mà lần này lại không nói gì. Em thấy không quen lắm. Đúng. Tạ tổng, ra ngoài đi. Tạ tổng, tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi. Cô Diệp bị té rồi, hiện giờ đang trong bệnh viện. Cái gì? Cô ấy vẫn tốt. Con cô ấy cũng vẫn ổn. Con sao? Cô ấy có con với Kiều Tư Minh. Mẹ à, có phải con sai rồi không? Con đang nói cái gì vậy? Khi cô ấy còn bên con không đối xử tốt với cô ấy. Chờ đến khi con tỉnh ngộ, hứa với cô ấy nhưng lại không thực hiện được. Vốn dĩ cô ấy rời xa con có thể sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì sự đố kỵ của con khiến cô ấy đang mang thai cũng phải quỳ xuống. Xíu chút nữa thì xảy thai rồi. Con trai à, là con sai rồi. Nhưng điều con sai hơn là chỉ vì một phần ân tình chỉ còn nhỏ mà trả nợ hết lần này đến lần khác. Hiện giờ con còn muốn trả bằng cả cuộc đời mình. Mẹ ơi, ân tình có nặng hơn nữa cũng có lúc trả hết. Huống hồ chuyện năm đó cũng không thể chỉ nghe lời cô ta nói. Chi Hạ, chào dì. Sao dì lại đến đây? Lang thần biết mình phạm phải lỗi lớn, không dám đến gặp cháu, nhờ dì đến thăm cháu. Dì à, cháu không trách anh ấy, đây là lựa chọn của bản thân cháu. Trời ơi, đứa bé này quá sức lương thiện. Hôm qua khi dì biết chuyện đã rất tức giận. Dì à, cảm ơn dì đã hiểu cho cháu.
Từ lâu dì đã coi cháu như con gái của mình. Cho dù cháu và Lan Thần không có duyên làm vợ chồng, dì cũng hy vọng cháu có thể nhận người mẹ là dì. Đây là canh bào ngư dì nấu, cháu nếm thử xem. Dì là... Cậu là Tư Minh đúng không? Dì là mẹ của Tạ Lan Thần. Cậu đừng lo lắng, dì không giống với thằng nhóc thối đó. Dì thật lòng yêu thích Chi Hạ. Chỉ cần cậu đối xử tốt với con bé thì chuyện của hai đứa dì tán thành cả hai tay. Alo, chào cậu. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, bệnh nhân Diệp Hạ Chi phòng 307 tình trạng sức khỏe hiện giờ thế nào? Sao lại hỏi nữa? Lẽ nào giữa người nhà của bệnh nhân đều không quen biết nhau sao? Tôi là mẹ chồng của con bé. Bây giờ giữa hai vợ chồng nó đang có chút mâu thuẫn nhỏ. Bà là mẹ chồng cô ấy, vậy chồng cô ấy đâu rồi? Lần khám thai nào cũng không tới, có cần vợ và con mình nữa không? Bác sĩ, cậu nói cái gì? Sao tôi thấy hình như bà rất vui vậy? Tôi nói, chồng cô ấy không đến khám thai cùng cô ấy lần nào cả. Nhưng mà tôi nghe y tá nói mỗi khi con bé đến khám thai đều có một người đàn ông ở bên cạnh. Đó là anh cô ấy. Bà quay về hãy khuyên con trai của mình, sức khỏe bệnh nhân không tốt. Người làm chồng làm cha như anh ta, sao lại không quan tâm gì cả chứ? Được, được, tôi sẽ về nhà nói nó. Cảm ơn cậu bác sĩ. Phu nhân, chúng ta về nhà hay là... Về nhà. Đúng rồi, cậu đi điều tra cho tôi một chuyện. Điều tra xem lần đầu tiên Chi Hạ đi khám thai là khi nào, rồi lấy báo cáo khi đó xem con bé đã mang thai được bao nhiêu tuần. Vâng, thưa phu nhân. Phu nhân, chuyện bà cần điều tra đã điều tra rõ ràng rồi. Cậu mau nói. Lần đầu tiên khi cô Diệp đi bệnh viện là sau khi chính thức chuyển ra khỏi nhà 1 tháng 3 ngày. Khi đó cô ấy có thai được 6 tuần. Đây là kết quả kiểm tra. Hay, hay lắm. Tôi biết rồi, đi, đi tìm Lan Thần. Alo, hôm nay gặp ở chỗ cũ. Cô Kiều à, giúp con bất mãn như vậy sao? Không phải tối qua chúng ta mới... Tôi đã không còn nhiều thời gian, tôi buộc phải nhanh chóng có con. Quá ra cô là gì? Tiêu Mặc, tôi cảnh cáo anh, chuyện không nên hỏi dò thì đừng có hỏi. Nghiên cứu loại thuốc mới đã thành công. Tiếp theo, bộ phận nghiên cứu phải phối hợp với các bộ phận khác. Còn nữa, những công việc tiếp theo... Lan Thần, ra đây. Chờ một lát nha. Mẹ, sao mẹ đến đây chứ? Con trai, con sắp được làm ba rồi. Con... Đứa bé trong bụng Chi Hạ là của con. Nhưng mà chuyện này Kiều Tư Minh anh ta. Hôm qua khi mẹ đến bệnh viện thăm Chi Hạ, phát hiện thái độ của hai người họ hoàn toàn không giống người yêu. Nếu như Chi Hạ thật sự mang thai con của cậu ấy, vậy thì ánh mắt nhìn cậu ấy tuyệt đối không phải vậy. Đó cũng chỉ là suy đoán. Mẹ đã điều tra rồi, khi Chi Hạ mang thai còn chưa rời khỏi nhà chúng ta. Nhưng mà hai người tụi con... Cho dù thế nào đón con bé về nhà trước. Con bé mang thai rồi, ở bên ngoài một mình quá vất vả rồi. Giờ cô ấy không còn để tâm đến con. Con có còn là con trai của mẹ không vậy hả? Sao mà không nhanh nhạy gì hết? Mẹ nói con nghe. Tạ Tổng, sau này có chuyện gì cậu cứ cử người đến dặn dò một câu. Tôi nói luôn, bệnh nhân nữ lần trước, Diệp Chi Hạ là vợ của tôi. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của Tạ Lan Thần tôi. Cho nên cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy, ông phải chăm sóc thật tốt. Còn nữa, nếu như cô ấy muốn đi hoặc có người khác muốn đưa cô ấy đi, phải nghĩ mọi cách giữ cô ấy lại, tạm thời không để cô ấy rời khỏi bệnh viện. Nếu như có chuyện gì thì bệnh viện này của ông không cần mở cửa nữa. Dân, Tạ Tổng, tôi sắp xếp người chăm sóc chuyên nghiệp cho cô Diệp ngay. Đi đi. Dân. Cô Kiều à, chúng ta suốt ngày ở cạnh nhau như vậy, lẽ nào không sinh ra chút tình cảm nào sao? Anh làm gì có chỗ nào sao được với anh Lan Thần? Cô nói như vậy tôi rất đau lòng nữa nha. Dù sao khi ở trên giường tôi khiến cho cô vui vẻ hơn ta. Anh trai tốt của tôi, chúng ta gặp nhau đi. Dù sao về mặt nào đó, chúng ta vừa là người thân, vừa là đồng minh. Cô muốn nói gì? Chúng ta hợp tác chia rẽ hai người họ. Diệp Chi Hạ thuộc về anh Lan Thần thuộc về tôi. Thế nào? Tôi không đồng ý. Anh đừng vội. Chỉ cần đứa bé đó tồn tại, cho dù chị ta nghĩ về quan hệ huyết thống của đứa bé, thì chị ta cũng không thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ hoàn toàn với anh Lan Thần. Nhưng Chi Hạ không thể có thai được nữa. Đây là cơ hội làm mẹ cuối cùng của Chi Hạ. Chi Hạ rất yêu trẻ con. Tôi không muốn. Anh phải hiểu được mất. Nếu anh không làm vậy thì anh sẽ mất đi chị ta.
Sao quay về nhanh vậy? Chị Hà. Tạ Lăng Thần, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Cảm ơn anh giữ lời hứa, không tiếp tục làm khó đàn anh. Chị Hà, nếu như không có chuyện gì nữa thì mời anh về cho. Tôi đã biết rồi. Biết cái gì? Đứa bé là của tôi, đúng không? Về nhà với tôi đi, chị Hà. Nói thật nhẹ nhàng, Kiều Hân Duyệt của anh thì sao? Cô ta đồng ý không? Tôi dùng thân phận gì để quay về nhà cùng với anh? Là vợ cũ, người tình, hay là kẻ thứ ba? Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi biết cô oán trách tôi, cô oán trách tôi là đúng. Không, tôi không oán trách gì anh. Chỉ là tôi không muốn phải tiếp tục sống cuộc sống đó nữa. Tôi sẽ giải quyết êm đẹp mối quan hệ của tôi và Hân Duyệt. Cô hãy tin tôi nha. Sao mà anh vẫn không hiểu? Chúng ta không thể quay lại nữa. Đứa bé này là con của một mình tôi. Tôi sẽ tự mình nuôi nó trưởng thành. Chị Hà, cho dù anh nói cái gì, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi sẽ quỳ ở ngoài cửa đến khi cô tha thứ cho tôi. Tạ Lăng Thần, Tạ Lăng Thần. Lấy một lọ thuốc sảy thai trong kho đến cho tôi đi. Đưa vỏ lọ thuốc thành vỏ thuốc vitamin tổng hợp. Anh Lăng Thần, chúng ta về nhà thôi. Cô về nhà đi, tôi không về đâu. Vì sao chứ? Cô ấy không hề yêu anh. Hân Duyệt, nếu như tôi nói với cô tôi không xứng để cô thích tôi, cô sẽ yêu người khác sao? Em không thể, em không làm được. Tôi cũng không làm được. Tôi không có cách nào yêu cô cả. Trước đây tôi có lỗi với cô ấy, từ nay về sau tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Còn về tôi nợ cô, tôi sẽ dùng tạ thị để bồi thường cho cô. Tạ Lăng Thần, anh điên rồi. Cô về đi. Nếu tôi nói quỳ đến khi nào cô ấy tha thứ thì tôi sẽ không đi. Được, anh quỳ đi. Anh quỳ đến chết luôn mới tốt. Không phải đã nói là không về sao? Thật không về sao? Chị Hà, Tạ Lăng Thần, anh là đồ ngốc sao? Em tha thứ cho anh rồi sao? Tôi sợ nếu tôi không tha thứ cho anh, để tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị quỳ ở trước mặt mọi người thế này, ngày mai nhà báo sẽ đến đây phòng bệnh của tôi. Vậy em có từng suy nghĩ đến nếu như em không bước ra thì chỉ có một mình anh lên trang nhất? Nhưng mà hiện giờ đã thành hai người rồi. Anh nghĩ ngày mai em sẽ bị nhà báo vây quanh rồi. Thật là không tin nổi. Kiều tổng, cô Diệp rời khỏi phòng bệnh rồi. Cô ta đi đâu? Cô ấy, nhanh nói đi. Cô ấy đang ở cùng với Tạ tổng ở trước cổng bệnh viện. Chi Hà, em đừng trách anh nha. Mẹ, cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng về rồi, về nhà là tốt rồi. Mẹ, con đã quỳ trước phòng bệnh cả một ngày, cô ấy mới chịu tha thứ cho con. Con còn thấy rất tự hào đúng không? Chi Hà, anh sẽ không buông tay em ra nữa. Tạ Lăng Thần, mẹ nói con nghe, nếu lần này con còn khiến cho Chi Hà phải bỏ đi thì mẹ sẽ đi cùng với Chi Hà, sẽ không giúp con nữa. Mẹ à, không phải vậy chứ. Được rồi, được rồi, mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Đừng để Chi Hà vừa về nhà là con liền ngã bệnh, cuối cùng Chi Hà lại phải chăm sóc cho con. Em xem kìa, giờ mẹ chỉ sợ em bị mệt. Người con trai như anh không được quan tâm chút nào cả. Thằng nhóc thối, qua đây. Con có thể về nhà thật sự là quá tốt. Không có ai nói chuyện cùng với mẹ, mẹ buồn lắm. Anh Lăng Thần, em có một tin tốt muốn nói cho anh. Mẹ, có tin tốt gì chứ? Em mang thai rồi. Không thể nào, chúng ta không hề, làm sao cô mang thai được chứ? Anh Lăng Thần, anh quên rồi sao? Tối đó chúng ta... Anh Lăng Thần. Chị Hà,
Anh Lang Thần, anh không vui sao? Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Từ sau khi em rời đi, ngày nào anh cũng buồn bã, ngày nào anh cũng nhớ em, nhưng lại không thể đi tìm em. Chứng trầm cảm của Hân Duyệt anh không thể mặc kệ, nhưng anh không có cách nào thích cô ấy. Trong lòng anh chỉ có em. Cho nên ngày nào anh cũng sắp xếp cho mình trước giờ công việc, không để bản thân được nghỉ ngơi. Thế này thì anh sẽ không đau khổ nữa. Đừng nói những chuyện không liên quan đó. Đứa bé trong bụng cô ta là chuyện thế nào? Hôm đó anh bị hạ thuốc, anh tưởng rằng đó là em, cho nên... Hạ thuốc? Hân Duyệt hạ thuốc anh sao? Là mẹ. Không thể nào. Mới đầu anh cũng không tin, nhưng mà sau khi anh đi tìm mẹ Lưu hỏi chuyện, bà ấy ở nhà nhiều năm như vậy, anh hiểu rất rõ con người bà ấy, nhất định sẽ không nói dối. Vậy anh đã hỏi mẹ chưa? Không có. Kiều tiểu thư, mẹ, tôi không biết cô đã làm thế nào để có đứa bé này. Nếu như là con của Lang Thần, vậy Tạ gia chúng ta sẽ nhận nó về nhà. Nếu như cô chịu sinh nó ra, tôi đảm bảo tôi sẽ đích thân nuôi dưỡng nó trưởng thành. Tương lai Tạ thị cũng sẽ có phần của nó. Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Tai nạn xe năm đó, tôi đã điều tra rõ chân tướng rồi. Chân tướng gì chứ? Năm đó, người say rượu lái xe gây tai nạn không phải cha của Chi Hạ, mà là cô. Tôi không nói cho Tạ Lăng Thần, chính vì muốn giữ lại chút thể diện và tự tôn cho cô. Nhưng nhà họ Tạ chúng tôi tuyệt đối không thể có người con dâu như thế này. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Nói cho rõ chuyện này, vốn dĩ là cô nợ Chi Hạ. Cha mẹ của con bé vì cô say rượu lái xe mà chết. Con bé lại còn phải vì một tội danh không có thật mà chuộc tội cho cha mình, chịu hết mọi khổ nhục. Sao cô có thể yên lòng như vậy? Xin lỗi anh, lần trước chưa nói với anh một tiếng mà đã rời đi. Chị Hạ, em không cần giải thích gì với anh đâu. Đàn anh, cảm ơn anh. Vậy sau này em định làm gì? Sau này em cứ vậy mà về nhà họ Tạ sao? Em định cho Tạ Lăng Thần thêm một cơ hội. Dù sao anh ấy cũng là cha của đứa bé. Em yêu anh ta không? Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà em nghĩ em yêu anh ấy. Anh ta là Hân Duyệt còn chưa ly hôn, bên phía ba anh sẽ làm chỗ dựa cho Hân Duyệt. Anh sợ em về đó sẽ phải chịu khổ. Nếu đã quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội, thì cũng nên tin tưởng anh ấy thêm một lần. Anh ấy nói cho anh ấy thêm nửa tháng, anh ấy sẽ giải quyết hết. Vậy em sẽ đợi anh ấy thêm nửa tháng, dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Chị Hạ, em đây. Được rồi đàn anh, em biết anh rất muốn tốt cho em, nhưng em cũng hy vọng là anh được hạnh phúc. Em hy vọng anh có được hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ hạnh phúc, chị Hạ. Cùng chúc em hạnh phúc. À đúng rồi, đây là vitamin tổng hợp mà công ty anh mới vừa nghiên cứu ra, chuyên dùng cho những bà mẹ mang thai sức khỏe yếu, còn chưa bán ra ngoài. Anh lấy cho em một bình trước nha. Vậy thì em cảm ơn đàn anh trước. Không sao đâu em. Kiều tiểu thư, tôi thật sự không thể làm vậy. Mẹ Lưu, bà đang làm cái gì vậy? Kiều tiểu thư, lần trước cô bắt tôi nói dối với thiếu gia, tôi đã làm theo lời cô rồi. Cầu xin cô tha cho con gái của tôi. Chỉ cần bà đổi bình thuốc này cho tôi, tôi không những thả con gái của bà ra một cách nguyên vẹn, mà còn cho bà một món tiền để bà sống cuộc sống không lo nghĩ gì những năm còn lại. Kiều tiểu thư, tôi không cần tiền, tôi chỉ cầu cô thả con gái tôi ra, buông tha cho hai mẹ con tôi. Nếu như bà không đồng ý, vậy dược phẩm Kiều thị sẽ rất vui, có thêm một người hiến tặng cơ quan cho đội nghiên cứu của tập đoàn. Không 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 không, tôi làm. Mẹ Lưu, tương lai cuộc sống tốt hơn đang đợi bà đấy. Vào đi. Tiểu thư, tổ yến. Mẹ Lưu, cứ để ở đây, uống thuốc xong rồi cháu sẽ uống. Tiểu thư, làm sao vậy? Hay là cô ăn tổ yến trước đi. Mẹ Lưu, sao hôm nay bà lại kỳ như vậy?
Bà già tôi lâu lắm rồi không nhìn thấy tiểu thư. Hơn nữa gần đây cô đang mang thai, cần phải cẩn thận. Tôi sợ là mình không chăm sóc tốt cho cô. Có gì mà phải cẩn thận hơn chứ. Bà xem, từ sau khi cháu về nhà, bà đã chăm sóc cháu mập lên mấy cân liền. Tiểu thư không chơi thì tốt. Mẹ Lưu, cháu chưa bao giờ coi bà là người làm. Cháu, lòng cháu hiểu rõ. Bà đối xử tốt với cháu. Tiểu thư. Mẹ Lưu à, bà đang làm gì vậy? Mau đứng lên. Đây là làm sao vậy? Dự án khu vui chơi ở khu phát triển đã hoàn thành xong bước đầu. Tiếp theo, Tạ tổng, cô Diệp bị xỉu ở nhà. Ông đang nói cái gì chứ? Tạ thiếu gia, trạng thái hiện giờ của cô Diệp thật sự không tốt. Giờ chúng tôi đang nghi ngờ có phải cô ấy đã ăn nhầm cái gì không. Nhưng tất cả những báo cáo kiểm tra của chúng tôi đều không có bất cứ thông số nào bất thường cả. Mẹ, chị Hạ vẫn chưa tỉnh sao? Khi mẹ Lưu đưa Tổ Yến đến cho chị Hạ, đã thấy con bé hôn mê trong phòng rồi. Chị Hạ, nơi này không chào đón anh. Anh hãy để tôi nhìn chị Hạ đi. Tôi nói nơi này không chào đón anh. Anh tránh ra. Thuốc là tôi đưa chị Hạ, chỉ có tôi mới biết làm thế nào để cứu cô ấy. Anh nói gì chứ? Thuốc là tôi đưa chị Hạ, chỉ có tôi mới biết làm thế nào để cứu cô ấy. Anh nói cái gì chứ? Chi Hạ, là anh nhất thời hồ đồ. Xin lỗi em, là anh đã hại em. Kiều Tư Minh, anh nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi đi. Tôi nhất thời nghĩ không thông. Tôi sợ sau khi Chi Hạ sinh đứa bé này ra thì giữa tôi và cô ấy sẽ không còn khả năng nữa. Cho nên tôi đem thuốc trong lọ thuốc vitamin đổi thành thuốc sảy thai. Đồ khốn nạn. Nhưng mà Chi Hạ không nên hôn mê mới đúng. Thuốc này là thuốc do tập đoàn chúng tôi tự mình nghiên cứu ra, sẽ không gây tổn thương đến cơ thể mẹ. Cái cậu nói là cái này sao? Đúng, là cái này. Không, không đúng, không đúng. Thuốc này đã bị đổi rồi. Thuốc trong lọ bị người ta đổi rồi. Còn về người đổi thuốc, cậu có suy đoán gì? Thuốc này hình như cũng là thuốc do tập đoàn chúng tôi tự nghiên cứu ra. Người có thể tiếp xúc với nó Kiều Hân Duyệt, đúng không? Là cô ta, khẳng định là cô ta. Giờ tôi sẽ đi tìm cô ta. Đợi đã. Cái này có phải là thuốc cậu đưa cho Chi Hạ không? Đúng, là cái này. Chi Hạ, tỉnh dậy đi. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc đó, đây là làm sao vậy? Tiểu thư, xin lỗi, tôi đã đổi thuốc của cô. Đổi khi nào? Tối qua, hôm nay vẫn chưa uống. Vì sao chứ? Kiều tiểu thư bắt cóc con gái của tôi. Nếu như tôi không làm theo lời cô ấy, thì con bé sẽ trở thành người thử thuốc cho tập đoàn dược phẩm Kiều Thị. Kiều Hân Duyệt đã đổi thành thuốc gì? Thuốc là Kiều tiểu thư đưa, tôi cũng không biết. Mẹ Lưu, không sao, không phải cháu vẫn bình thường sao? Bà cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì hết. Bà gọi mẹ cháu đến đây, chúng ta cùng nhau thương lượng xem làm thế nào cứu con gái bà. Toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy, cho nên mẹ mới để cho Chi Hạ diễn dở kịch này. Con gái của mẹ Lưu đã về nhà bình an rồi. Còn về Kiều Hân Duyệt muốn xử lý thế nào, tự con xem mà làm. Còn nhớ tôi là ai không? Cậu là ai? À, thật ngại quá, tôi quên mất. Lần trước khi cô Diệp và cô Kiều bị bắt cóc, tôi đã dùng máy biến thanh là cậu. Cậu còn dám gọi điện cho tôi? Ta tổng đừng dội. Tôi có đoạn ghi âm muốn cho anh nghe. Tôi hỏi anh Diệp Chi Hạ đâu? Chuyện tôi bảo anh làm, vì sao anh không làm? Tôi đã làm theo sự dặn dò của cô rồi. Chẳng qua là kết quả cuối cùng có hơi sai khác. Có người đến cướp người, vốn chỉ tôi định, nhưng thấy người đó là anh của cô, nên tôi không dám ra tay. Đúng rồi, tôi vẫn còn một đoạn ghi âm nữa. Có lẽ Tạ tổng sẽ rất hứng thú với nó. Nghe nói cô Kiều bị mẹ anh nhốt lại rồi. Thế nào, cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi không?
Anh Lang Thần. Anh Lang Thần. Anh Lang Thần. Hơn Việt, tôi không biết bắt đầu từ khi nào cô lại biến thành ác độc như vậy. Là lọ thuốc đó đúng không? Diệp Chi Hà hôn mê rồi đúng không? Em có thể giải thích. Vậy cô nói cho tôi biết, cái này cô lý giải sao đây? Alo, hôm nay gặp ở chỗ cũ. Cô Kiều, dục cầu bất mãn như vậy sao? Không phải tối qua chúng ta mới... Tôi không còn nhiều thời gian, tôi buộc phải nhanh chóng có con. Tôi đã biết sự thật chuyện bắt cóc rồi. Thỏa thuận ly hôn tôi cũng viết xong rồi. Lát nữa sẽ mang đến đây. Em đã từng cứu mạng anh, anh không thể đối xử với em như vậy được. Tôi nợ cô, tôi đã trả xong từ lâu rồi. Cần tôi phải nói rõ với cô hơn sao? Đứa bé trong bụng Chi Hạ, một mạng đó trả cho cô rồi. Chị Hạ, hôm nay em đến gặp anh, anh rất ngạc nhiên. Hôm nay tôi đến là để nói với anh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, rất cảm ơn sự chăm sóc của anh. Bao nhiêu năm nay, trong lòng tôi luôn biết rất rõ, nhưng không có cách nào đáp lại anh. Nếu như có kiếp sau, đổi lại là tôi thích anh. Chị Hạ, chuyện thứ hai, có thể không nói được không? Chuyện thứ hai, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Là một người mẹ, tôi thật không có cách nào bỏ qua những chuyện anh đã làm với tôi. Nếu như Trạ Lân Thần đối xử với em không tốt, em có thể quay về tìm anh bất cứ lúc nào. Được rồi, nếu như sau này tôi có thật sự rời xa anh ấy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không chọn anh. Không còn sớm nữa, Lân Thần còn đang đợi tôi. Tôi đi trước đây. Chị Hạ, Chị Hạ, sao anh lại lên đây? Em lên đây lâu như vậy, anh tưởng em bỏ chạy cùng người khác rồi. Tổng cộng mới có 20 phút. Vợ ơi, về nhà nha. Thích không? Đều là vợ chồng già rồi mà còn như vậy. Gả cho anh đi. Chị Hạ, những thứ anh nợ em, anh sẽ từ từ bồi đắp cho em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.